Mến chào các bạn đã quay lại với kênh Tiếng Trung Như Quỳnh ngày hôm nay. Thì trong video này mình làm đó là có về lồng tiếng tiếng Việt, tiếng Trung và phần tiếng Anh để các bạn dễ học nhất. Một video nhưng các bạn có thể học được hai ngôn ngữ cả tiếng Anh và tiếng Trung. Thì chủ đề của bài hôm nay mình sẽ nói về các bạn đó là về đi khám bệnh. Đó là một cái series các bạn học một câu chuyện từ lúc các bạn cảm thấy mệt mỏi, bị sốt, rồi đến bệnh viện gặp y tá lấy số như thế nào, gặp bác sĩ như thế nào, bác sĩ hỏi thì trả lời làm sao, cho đến khi nhận thuốc tại quầy thuốc và ra về. Và hy vọng rằng video này sẽ giúp cho các bạn đang có làm học và làm việc tại Trung Quốc hoặc là một số nước có sử dụng tiếng Trung hoặc là một số bạn đang đi du lịch. Chúc các bạn sẽ gặt hái nhiều thành công và ngày càng hơn nữa giỏi về cả hai thứ tiếng, tiếng Anh và tiếng Trung. Chào chị. Hôm nay tôi cảm thấy không khỏe. 今天我身体不舒服. I'm not feeling well today. Thế à? 是吗? 是吗? Really? Tôi cảm thấy khó chịu trong người. 我觉得有点儿难受. 我觉得有点儿难受. I feel a bit uncomfortable. Bạn có sốt không? 你发烧吗? 你发烧吗? Did you have a fever? Tôi đau đầu, sốt, không muốn ăn. 我头疼，发烧，吃不下. 我头疼，发烧，吃不下. I have a headache, a fever, and I cannot eat. Bạn cảm thấy trong người như thế nào? 你觉得身体怎么样? 你觉得身体怎么样? How do you feel in your body? Tôi thấy toàn thân đau nhức. Tôi còn bị đau bụng, tôi mắc bệnh dạ dày hay sao ấy? 我觉得全身没劲儿，我还拉肚子，好像我的胃炎病犯了。我觉得全身没劲儿，我还拉肚子，好像我的胃炎病犯了。I find my body aching. I still have a stomachache. I have stomach trouble or something. Bạn đã từng bị bệnh dạ dày chưa? 你以前生过这种病吗? 你以前生过这种病吗? Have you ever had a stomach cage? Chưa bao giờ. 没有. 没有. Never. Anh có thể mời giúp tôi một bác sĩ đến khám được không? 你能不能帮我请一位大夫来? 你能不能帮我请一位大夫来? Could you please help me with a doctor? Hãy để tôi cùng anh đi bệnh viện khám. 还是我陪你去一趟医院? 还是我陪你去一趟医院? Or let me go to the hospital with you. Cảm ơn anh, làm phiền anh đưa tôi đi. 谢谢你，麻烦你陪我去. 谢谢你，麻烦你陪我去. Thank you, but you take me. Đợi tôi đi lấy xe máy. 等我去拉摩托车过来. 等我去拉摩托车过来. Wait for me to get a motorbike. Cô hộ lý ơi, tôi muốn lấy sổ khám bệnh. 护理小姐，我要挂号. 护理小姐，我要挂号. The female nurse, I want to get my medical examination number. Anh muốn khám khoa nào? 你要挂哪一科? 你要挂哪一科? Which hospital department do you want? Tôi khám khoa nội. 我挂内科.
我挂内科. I check at the internal department. Anh đi khám lần đầu à? 你是第一次出诊吗? 你是第一次出诊吗? It is your first visit? Vâng, tôi khám lần đầu. 对,我是第一次来. 对,我是第一次来. Yes, this is my first visit. Phí mua phiếu khám của anh là 请付3万挂号费. 请付3万挂号费. The fee for your medical examination cost is. Đây, tiền đây. 给你. 给你. Here you are. Anh khám ở phòng số 8. 你在8号诊室看病. 你在8号诊室看病. You check in room 8. Phòng số 8 nằm ở đâu? 8号诊室在哪? 8号诊室在哪? Where is room number 8? Ngay trước mặt anh. 在你面前. 在你面前. In front of you. Vâng, cảm ơn. 好的,谢谢. 好的,谢谢. Yes, thanks. Khám bệnh. 看病. 看病. Medical examination. 病. 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 Sick. 病痛. 心脏. 心脏. Heart disease. Viêm dạ dày. 胃炎. 胃炎. Gastritis. Bụng. 肚子. 肚子. Stomach. Lợi hại. 厉害. 厉害. Powerful. Độ. 度. 度. Degree. Phát số. 发烧. 发烧. Fever. Nóng. 热. 热. Hot. Lạnh. 冷. 冷. Cold. Mở mồm. 开口. 开口. Open your mouth. Bác sĩ, tôi cảm thấy khó chịu. 医生,我特别难受. 医生,我特别难受. Doctor, I feel uncomfortable. Anh thấy khó chịu ở đâu? 你哪不舒服? 你哪不舒服? Where do you find it uncomfortable? Tôi toàn thân lạnh toát, đau bụng. 我全身发冷,肚子疼. 我全身发冷,肚子疼. My whole body was cold, stomach came. 到 nhiều không? 疼得厉害吗? 疼得厉害吗? There is hurt a lot. 到 nhiều lắm. 疼得很. 疼得很. Hurts a lot. Trước đây anh đã từng bị bệnh dạ dày chưa? 你以前生过胃炎病吗? 你以前生过胃炎病吗? Have you had gastritis before? 没有. 没有.
Never. Anh có sốt không? 你发烧吗? 你发烧吗? Do you have a fever? Anh cập nhiệt độ xem. 你太热吧? 你太热吧? You check the temperature. 几多度? 几多度? Bao nhiêu độ? 39 độ. Anh há mồm to ra xem. 39 độ, xin khai đại khẩu. 39 độ, xin khai đại khẩu. 39 degrees, you open your mouth to see. Tôi mắc bệnh gì? 我得什么病? 我得什么病? What disease do I have? Cởi áo khoác tôi khám xem có đúng là anh bị mắc bệnh cảm lạnh không? 请解开风衣等我听听一流行性感冒啊。 请解开风衣等我听听一流行性感冒啊。 Take off your coat to see if you have a cold. Anh không mắc bệnh gì, chỉ bị cảm lạnh thôi, uống thuốc là được. Về nhà chú ý nghỉ ngơi. 你得病不太严重，是感冒而已，吃药就行，回家记得休息。你得病不太严重，是感冒而已，吃药就行，回家记得休息。 You don't have a problem, you just have a cold. You can take medicines, go home to rest. Anh ra đằng kia lấy thuốc. 你来那边儿买药? 你来那边儿买药? You go over there to get the medicine. Cảm ơn cô, tạm biệt. 谢谢你,再见。谢谢你,再见。 Thank you, goodbye. Anh đi từ từ nhé. 慢走啊。慢走啊。 Please go slowly. Như vậy là 11 phút đã trôi qua và chúng ta đã hoàn toàn xong cái bài bị ốm rồi đi khám bệnh. Chủ đề tiếp theo mình sẽ làm đó là về thủ tục hải quan. Cái video này được rất nhiều các bạn quan tâm khi mà kiểm tra hải quan ở tại sân bay và mình tin chắc rằng các bạn sẽ thích trong lần tới. Tạm biệt các bạn và chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ. Chào chiên!